Chương 7. Những câu chuyện xảy ra trong nhân gian, cho dù có mang đầy sự may mắn hay bất hạnh, cho dù buồn bã hay hoan lạc, cho dù đau khổ hay dằn vặt, cho dù gánh nặng của đời sống có nặng nề cách mấy, cho dù định mệnh có đùa giỡn đến cách nào, bến xe lăn của thời gian vẫn vĩnh viễn không ngừng nghỉ, lăn đi ngày và đêm, lăn đi xuân hạ thu đông. Mấy năm sau, trong ký ức của những người dân trận lụt cũng đã trở thành quá khứ. Những người còn sống sót sau cơn bão lụt ngày nào, có người lại tạo dựng lên cơ ngơi mới trên vùng đất lụt lội ngày xưa. Có người bỏ đi nơi khác, không muốn nhìn lại vùng đất khơi dậy những tang thương trong lòng của họ. Cho dù thế nào đi nữa, những bi kịch của Đại Đỗ Khê đã trở thành lịch sử. Còn hoa sầu đông thì sao? Sau cơn bão lụt, có một khoảng thời gian rất dài, rất lâu, hoa sầu đông vẫn không thể nào tin rằng các em và mẹ Ngọc Lan đã thực sự không còn trên cõi đời này nữa. Định mệnh đối với cô bé thật khắc nghiệt biết bao. Vừa mới sinh ra đã mất mẹ, tiếp theo đó lại mất cha. Đi theo Ngọc Lan về quê, cuối cùng cũng mất đi những đứa em và Ngọc Lan. Người đối đãi với cô bé thấm thiết, thân tình như là mẹ đẻ. Đột nhiên, cô bé phát giác ra rằng cuộc đời của cô chỉ còn lại lỗ sâm. Người đàn ông chỉ cần tặng hắn một tiếng cũng đủ làm cho cô kinh hoàng thất sắc. Vậy mà bây giờ ông ta lại là thân nhân duy nhất của cô bé trên cõi đời này. Không hiểu tại sao lỗ sâm không bỏ hoa sầu đông vào viện mồ côi. Giờ đứa trẻ đó và hắn không hề có một quan hệ máu mủ cỏn con nào. Có thể tại vì lỗ sâm cảm thấy cô độc, có thể hắn cần một đứa con gái nhỏ để làm công việc nhà cho hắn, có thể hắn cần một người để phát tiết ra những phẫn nộ trong lòng, có thể hắn cần một đối tượng để hứng chịu những cơn điên cuồng của hắn sau những lúc say sưa. Dù lý do gì đi nữa, hắn cũng đã giữ hoa sầu đông lại. Đồng thời, sau trận lụt đó, hắn đã dẫn hoa sầu đông lên Đại Bắc. Hắn đến Đại Bắc để tìm một người họ hàng xa. Sau khi đến Đại Bắc, hắn mới biết rằng chỉ trong vòng có vài năm, Đại Bắc đã thay đổi thành một bộ mặt mới. Đường xá xe cộ tấp nập, người ở dày đặc như nêm cối. Tìm không ra người họ hàng xa, hắn dùng tiền trợ cấp của chính phủ sau trận lụt mướn một căn nhà gỗ nhỏ chỉ có 2 phòng ở đường Khắc Nạn. Những căn nhà gỗ nhỏ ở khu vực đó đúng ra là những căn nhà được dựng lên không có giấy phép. Rất nhiều năm sau, chúng đã bị dỡ đi. Thế nhưng lúc đó, chúng được dựng lên chen chúc, dày đặc, siêu vẹo, hỗn tạp như những khoảnh cây dựng lộn xộn của đồ chơi trẻ con. Hắn sắm một cái quầy kiến để bán vé số và thuốc lá. Sự thật thì qua sầu đông gần như là người quản lý quầy bán vé số và thuốc lá đó. Vì các quầy dựng ở nơi đông đảo người qua lại, buổi tối là lúc buôn bán được nhất, mà buổi tối gần như hôm nào lỗ sâm cũng say bí tỉ. 2 năm đầu tiên đến Đại Bắc, suốt ngày lỗ sâm cứ uống rượu giải sầu. Mỗi lần nghĩ đến bé Thu Hồng, hắn lại ca ông ổng lên như khóc. Hắn đã chìm đắm quá độ vào nỗi bi ai của chính mình, do đó cũng chẳng chú ý nhiều đến hoa sầu đông. Như thế mà lại tốt, hoa sầu đông theo những đứa trẻ nhà hàng xóm vào học ở trường tiểu học công lập ở gần đó. Cô bé được sắp vào học ở lớp 3, thế mà cũng đứng đầu lớp. Hình như hoa sầu đông cũng có linh tính. Cô bé biết rằng cuộc đời đi học của mình có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào. Do đó, so với những đứa trẻ khác, cô trân trọng và yêu quý sự giáo dục mà cô được may mắn mà hấp thụ gấp bao nhiêu lần. So với ngày trước, cô ngấu nghiến chữ nghĩa học được nhiều hơn, hấp thụ những kiến thức học được điên cuồng hơn. Mỗi ngày sau khi tan học, cô vội vàng chạy đến quầy bán vé số, cố gắng giúp lỗ sâm buôn bán. Chỉ cần có thể kiếm được tiền đem về nhà, cô sẽ được tiếp tục để yên cho đi học. Cô rất sợ lỗ sâm ra lệnh cho cô không được đi học, không được đến trường nữa. Cô bé chỉ mới khoảng 9 tuổi, do đó cô không hề có một ý niệm nào về những quyền lợi cùng địa vị của mình trên luật pháp. Cô chỉ biết định mệnh trao cô cho ai, cô phải thuộc về người đó. Do đó, buổi tối hoa sầu đông kiếm được nhiều tiền hơn lỗ sâm 3 ngày gấp mấy lần. Sau đó, 3 ngày hắn cũng không thèm làm việc nữa. Hắn giao khoán cho cô bé gánh hết trách nhiệm đó. Thế nhưng, miệng hắn vẫn không ngừng la hét mắng chửi cô bé. Tại sao tao lại xú quậy đến thế? Tại sao tao phải nuôi cái quân chó chết như mày? Bộ kiếp trước tao thiếu nợ mày hay sao hả? Đồ chó chết, đồ trôi sông lạc vợ, đồ lai lịch bất minh.
thế nào cũng có một ngày tao đuổi mày ra khỏi nhà, cho mày đi ngủ đầu đường xó chợ, quá sầu đông. Hắn nắm lấy cầm cô bé, bấm ngón tay siết chặt. Tao nói cho mày nghe, cái số của mày nó có quý nhân phò trợ đó, biết chưa? Cho nên mày mới gặp được một người khoan hồng độ lượng như tao nuôi mày. Hoa Sầu Đông không bao giờ dám lên tiếng trả lời một câu nào. Chỉ cần được đi học, cô bé sẽ có thể tìm được sự vui vẻ trong sách vở. Tuy rằng bị đòn, bị thương vẫn là chuyện xảy ra như cơm bữa, thế nhưng cô bé biết tìm cách che giấu những vết thương, không để cho các thầy cô nhìn thấy. Thỉnh thoảng lỡ có bị nhìn thấy thì cô bé cũng sẽ vội vàng giải thích: tại em không cẩn thận nên em té ngã, em bị lửa đốt nhầm, tại em giúp làm công việc nhà bị búa đập trúng tay thôi. Hoa Sầu Đông thật là dễ bị thương. Cho dù các thầy cô giáo rất ngạc nhiên, thế nhưng họ cũng chẳng có thời giờ để điều tra sâu thêm vào đời sống gia đình của cô bé. Nhất là học sinh ở ngôi trường công lập này lại quá đông, có hơn 1000 người, mà tuyệt đại đa số đều đến từ những gia đình nghèo khổ ở khu nhà kiến trúc trái phép đó. Hoàn cảnh gia đình không khá giả, mỗi một đứa trẻ đến trường đều có thể đủ thứ chuyện xảy ra. Mang theo thương tích đến trường không phải chỉ có một mình Hoa Sầu Đông. Cha mẹ đôi khi có những chuyện buồn bực, đem con cái trả sổ cho hải dạ là chuyện thường. Gia đình càng nghèo thì sinh con càng đông, cùng lắm khi giữa anh chị em với nhau đánh nhau sức đầu vỡ trán, bằng bối đến trường cũng là chuyện thường. Đối với Hoa Sầu Đông, bài vở ở trường không có gì khó khăn. Mỗi năm chuyện làm cho cô bé đau khổ nhất là lúc phải điền lý lịch gia đình. Khi vừa vào học ở ngôi trường tiểu học này, cô bé nói với cô giáo rằng cha ghẻ cô không biết chữ, không biết điền giấy tờ. Cô giáo bèn hỏi về tình trạng gia đình của cô bé. Gương mặt cô bé lập tức mang đầy nét hoang mang, khổ sở. Đôi mắt to đen đông đầy nét nhẫn nhục, chịu đựng và tang thương vượt quá số tuổi của cô, làm cho cô giáo đó không nỡ nhẫn tâm hỏi thêm gì nữa. Thế là trong phiếu lý lịch của cô bé học trò mang tên Dương Tiểu Đình, những cột về thân nhân được điền vào là cha chết, mẹ qua đời, em mất tích, cùng nhiều cột khác được để trống. Về phần lệ phí tập vở phải đóng cho nhà trường, do bởi cô bé thuộc diện gia đình nghèo khó nên đều được miễn. Ngoài ra, vì cô bé thuộc thành phần học sinh xuất sắc của trường, do đó mỗi năm cô đều được lãnh thưởng. Có thể trong suốt quãng đời khổ sở của tuổi ấu thơ của cô, đó là nguyên nhân chính yếu giúp cho cô bé học đến lớp 5 của tiểu học. Năm học lớp 5, Hoa Sầu Đông lại đối diện với một bi kịch khác trong cuộc đời. Cái bi kịch đó rốt cuộc đã làm cho Hoa Sầu Đông hoàn toàn ngã quỵ. Năm đó, Hoa Sầu Đông đã trổ mã dậy thì, da trắng má hồng xinh đẹp quyến rũ. Từ lúc qua khỏi tuổi 11, thân hình của Hoa Sầu Đông vọt lên cao với một tốc độ kinh hồn. Cô bé vẫn gầy, vẫn mảnh khảnh. Thế nhưng, con gái miền nhiệt đới, tuổi dậy thì đến rất sớm. Mùa hè, dưới lớp áo mỏng manh của cô đã ẩn hiện những đường nét lung linh của cơ thể. Hoa Sầu Đông đã học được những bài học về tuổi trưởng thành từ bạn bè, từ thầy cô giáo ở trường. Khi bộ ngực của cô bắt đầu nhú lên và đau ngấm ngầm, cô biết rằng mình đang bắt đầu trở thành thiếu nữ. Khi trốn trong nhà bếp bắt đầu tắm rửa, cô cũng đã từng kinh ngạc nhìn xuống quan sát cơ thể của mình. Làn da trắng trẻo mịn màng, trông như nước, tinh khiết như ngọc. Cho dù từ khi còn bé, cô đã chịu đựng nhiều hình phạt về thể xác, thế nhưng những vết sẹo đó vẫn không nhìn thấy rõ lắm, mà rõ ràng nhất là đôi nhũ hoa nho nhỏ, thẳng tắp, mềm mại và dễ thương của cô. Bên trên là hai nụ hoa nho nhỏ đỏ hồng xinh xinh. Mỗi lần dội nước tắm từ trên cổ xuống, hai nụ hoa đó thế nào cũng vương lại hai giọt nước nho nhỏ như hai giọt sương long lanh vương trên đại hoa buổi sớm mai, lung linh trong suốt. Lần đầu tiên phát hiện ra lỗ sâm nhìn trộm cô bé tắm, Hoa Sầu Đông sợ đến độ dùng quần áo, khăn tắm quấn hết cả người mình lại. Từ đó cô chỉ tắm trong vòng bí mật. Lúc nào cô cũng đợi lỗ sâm khi uống rượu đã say, nằm ngủ mê mệt, cô mới dám len lén tắm rửa cho mình sạch sẽ. Mà những ngày tháng đó, cô lại rất thích mình sạch sẽ. Cô rất ghét những vết dơ thỉnh thoảng xuất hiện dưới đáy quần lót. Cô không hề biết rằng đó là dấu hiệu báo tin cô sắp tới thời kỳ có kinh nguyệt. Sau đó đôi mắt của lỗ sâm không còn nhìn cô như trước nữa. Mỗi lần sau khi hắn uống say,
Nét tham lam ham hố, mang đầy dục vọng, biểu lộ trong đôi mắt của hắn, làm cho cô cảm thấy kinh hoàng sợ hãi. Cô cẩn thận tìm cách tránh né đôi mắt đó. Thứ ánh mắt đó vốn không xa lạ gì với cô. Ngày trước, cô đã từng nhìn thấy hắn dùng ánh mắt đó nhìn Ngọc Lan. Sau đó là tiếng rên rỉ chịu đựng của Ngọc Lan. Cô cố gắng kéo dài thời giờ ở ngoài. Thế nhưng mỗi đêm sau khi bán xong vé số, cô lại không thể không về nhà. Con đường tối om om và ngõ vào vắng vẻ của con hẻm nhỏ đều làm cho cô hoảng sợ như nhau. Cô sợ màn đêm, cô sợ bóng tối, cô sợ những đêm không trăng không sao, sợ mưa gió bão bùng. Tất cả những thứ đó đều là những bệnh hậu còn lại sau cơn thủy tai lục lội. Chỉ có điều là không bao giờ cô đem sự sợ hãi đó của mình nói cho người khác biết. Đêm đó, cô bán xong vé số và trở về nhà như thường lệ. Căn nhà gỗ nhỏ chỉ có 2 phòng, lỗ sâm ở phía trước, cô ngủ ở phòng phía sau. Mỗi đêm về nhà, cô bị bắt buộc đi qua phòng ngủ của hắn. Đó là một chuyện khổ sở của cô. Thường thường trong đoạn đường đi ngang qua đó, cô vẫn bị hắn giật tóc đánh cho một trận, hoặc tán cho mấy cái tát tay, với lý do là: tại sao mày lại sống mà Thu Hồng lại chết đi? Có phải nó đã bị mày cắt chết không? Mày là thứ ma quỷ trời sinh ra, những người gặp phải mày đều xúi quẩy đến tận mạng. Mày cắt chết mẹ mày, mày cắt chết mấy đứa em còn chưa đủ hay sao? Mày còn cắt chết luôn cả con gái của tao. Mày là thứ sao chổi trời sinh ra để quét thiên hạ. Những thứ lý luận ma quỷ sao chổi đó, Lỗ Sâm học được từ Già Phương thầy bối ở đầu hẻm. Già Phương nói với hắn không phải là cái số của Hoa Sầu Đông, mà là cái số của chính hắn. Cái số của chú cao lắm, trong mạng chú có sao chổi nên khắc vợ khắc con, tốt nhất là đừng nên lấy vợ nữa. Tại cô bối lấy số tử vi của Già Phương thì chỉ có trời mới biết. Chính ông ta cũng không tính ra được số mạng của chính mình. Ông ta nói được mấy câu mập mờ, như thể cao siêu đó nối với Lỗ Sâm là tại vì biết được đại khái về quá khứ của hắn. Dù sao thì Già Phương cũng chẳng được hắn trả cho một đồng nào. Ông ta cũng không cần phải nói đại bôi những câu tốt đẹp cho vừa lòng hắn, như đối với những người khách hàng đến xem bói trả tiền. Huống chi Già Phương lại là người không được mấy ai ưa. Thế nhưng Lỗ Sâm từ khi nghe được những chữ như khắc vợ khắc con đó, hắn bèn đem tất cả những lý luận này đổ trút hết lên đầu Hoa Sầu Đông. Ngày ngày hắn mang cô bé khắc cha khắc mẹ khắc anh em, mắng riết rồi hắn lại tin đó là thật. Hàng xóm lân cận cũng có vẻ tin là thật. Mang lấy một tội danh nặng nề như thế, làm sao mà Hoa Sầu Đông không bị đòn mỗi ngày cho được. Đêm đó Hoa Sầu Đông về đến nhà đã gần 10 giờ tối rồi. Những nhà lân cận phần lớn đều đã tắt đèn đi ngủ rồi. Cô vừa đi vừa cầu nguyện, hy vọng là Lỗ Sâm cũng đã ngủ rồi. Như thế cô có thể lặng lẽ đi về phòng mình mà không bị phiền hà gì. Thế nhưng vừa vào đến cổng, cô đã biết hy vọng của mình trở thành con số 0. Đèn trong nhà vẫn còn thắp sáng. Đồng thời, điều làm cho cô bé đáng tởm nhất là Lỗ Sâm đang cất giọng rè rè như thùng thiết bể của hắn. Ông ổng ca bài ca hát bội Tần Quỳnh mãi mã, nghĩa là Tần Quỳnh bán ngựa. Điều này cho thấy rằng hắn đã hơi say rồi, và đồng thời điều này cũng cho thấy là tâm tình hắn hôm nay không được vui vẻ. Hắn vẫn thường dùng Tần Quỳnh, một kẻ thất thời lỡ vận thời sơ đường, mà tự ví chính bản thân mình. Mỗi lần hát bài hát này chính là lúc hắn nghĩ mình thời vận chưa tới, trí lớn chưa thành và bị người đời khinh miệt rẻ rúng. Đó cũng là lúc tâm tình hắn chứa đầy sự phẫn nộ và có thể phát tiết ra bất cứ lúc nào. Hoa Sầu Đông đi tới cửa nhà, rón rén mở cửa, nhón nhẹ bước chân, lén lén đi vào không để cho Lỗ Sâm nhìn thấy. Lỗ Sâm đang dùng đũa đánh mạnh vào thành ly, chén trên bàn thay cho chiên trống. Miệng hắn đang hát đến đoạn ghê cấn nhất ở trong kịch bản. Chủ quán đang dẫn con ngựa quàng tiêu đến, bất giác làm cho Tần Thúc Bụ nước mắt như mưa. Nhắc đến lai lịch con ngựa này thì thật là to tát. Binh bộ thượng thư Vương Đại Nhân đã tặng cho mổ, gặp lúc Sa Cơ bị vây hãm giữa trận, thứ tiền chủ quán đành đoạn bán đi. Khoát khoát tay ra hiệu, chủ quán ơi, ông hãy dẫn đi cho rồi. Nhưng không biết rồi đây con ngựa này sẽ lọt về tay ai.
Hoa Sầu Đông đã đi đến góc nhà. Cô bé rón rén để bao vải đựng vé số và thuốc lá xuống một góc. Trái tim cô đánh nhịp thình thình. Cũng may hắn đang hát tới lúc thích chí, hình như không chú ý gì đến cô. Cô đang định lẻn vào phòng mình thì đột nhiên phía sau lưng cô vang lên tiếng kêu chát chúa của hắn. Ê, cái con bé chết tiệt kia, mày định trốn đi đâu? Bay đâu, trói nó lại cho ta. Hoa Sầu Đông đứng dừng lại. Sau đó một bàn tay của Lộ Sâm chụp thật mạnh lên vai cô bé. Cô định phải quay người lại nhìn hắn, cả người hắn lại nồng nặc mùi rượu. Đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt bừng bừng hơi men, chứa đầy nét ghê rợn. Cô cảm thấy cả người mình lạnh lên như muốn nổi cả da gà. Lúc gần đây, cô càng lúc càng cảm thấy sợ hắn khủng khiếp. Lần trước, hắn đã từng dùng lưỡi lam cạo râu dứ vào mặt cô, hăm dọa là sẽ quỷ đi gương mặt xinh đẹp của cô. Một lần khác, hắn nhặt được con búp bê của cô bé nhà bên cạnh. Đứng trước mặt cô, hắn vừa cười gằn từng tiếng một, vừa dùng từng cây đinh nhọn dài cắm vào đầy đầu con búp bê đó. Bảo hại cô bé đã có rất nhiều đêm gặp phải ác mộng. Cô bé mơ thấy mình bị hắn đóng rất nhiều cây đinh vào đầu. Hắn la lên: "Đừng hòng trốn đi, Hoa Sầu Đông, mày cố ý trốn tao phải không? Ngước đầu lên, nhìn thẳng vào tao." "Mẹ kiếp, mày nhìn thẳng vào tao đây." Hắn vừa mắng vừa kéo mạnh cầm cô, lại thuận tay kéo kịch gò má cô. Cô bé bị động phải nhìn thẳng vào mặt hắn, dương to đôi mắt to đen vô tội của mình mà nhìn hắn. Hắn tán cho cô một bạt tay: "Mẹ kiếp, tại sao mày lại dùng nét mặt kiêu hãnh mà nhìn tao hả? Mày nghĩ mày là tiểu thư cao quý chăng? Mày nghĩ rằng mày có gì hay ho hả? Trong bụng mày đang chửi tao có phải không? Phải không? Phải không?" Cô chỉ trừng mắt nhìn hắn, cắn chặt răng không nói một lời. Hắn lại cho cô một bạt tay: "Mẹ kiếp, bộ mày câm rồi hả? Cái lưỡi của mày đâu?" Hắn đưa tay ra định bóp miệng cô. Cô ghê sợ quay đầu tránh đi chỗ khác. Thái độ của cô làm cho hắn nổi trận lôi đình. Hắn đưa tay ra chụp ngay mái tóc cô, ghi chặt lấy, kéo cô ngay tới trước mặt mình. Cô muốn vùng thoát khỏi tay hắn, thế nhưng đầu cô bị hắn kéo nghịch, đến phải ngửa cổ ra phía sau. Những cử động trì kéo đó làm cho chiếc áo sơ mi vốn đã quá nhỏ trên người cô bị sút hai cái nút liên tiếp. Cô không mặc áo lót, cô không có tiền để mua áo lót. Đôi mắt cứu vợ của hắn nhìn trừng trừng vào ngực cô. Cô lẹ làng dùng tay chụp ngay lấy phần áo phía trước ngực. Động tác đó của cô càng làm cho hắn giận dữ hơn lên. Hắn đưa tay quật ngay lấy tay cô ra. Cô bắt đầu cảm thấy chuyện chẳng lành rồi. Cô cuống quýt đến độ muốn khóc. Trong cơn hoảng hốt, bất giác cô thốt ra một câu: "Đừng có đụng vào tôi, mẹ đang đứng phía sau kìa." Nếu như cô không nói câu đó, có thể chuyện xảy ra không đến nỗi tồi tệ quá. Câu nói đó vừa thoát ra, Lỗ Sâm càng như bị đổ dầu thêm vào lửa. Đồng thời, có thể hắn cũng thẹn quá hóa giận. Đôi mắt hắn đỏ ngầu lên, cả mặt hắn cũng đỏ ngầu lên. Hắn nắm lấy áo cô giật mạnh, xoạt một tiếng, cái áo trên người cô đã bị hắn kéo tung ra. Hắn trừng mắt nhìn cô, cất từng tiếng cười quái gở, miệng hung hăng la lên: "Mẹ mày nhìn hả? Cho nó nhìn, cho nó nhìn. Xem coi nó có thể làm gì tao. Cái con quỷ bà đó, nó ôm con gái tao đi tìm chỗ chết. Nó đáng bị xuống địa ngục, nó đáng bị bỏ vào vạc dầu sôi, nó đáng bị lăng trì tung xẻo. Mày, con bé chết bầm hạ tiện, mày dám đem mẹ mày ra hăm dọa tao hả? Mày nghĩ rằng tao sợ nó chăng? Mày nghĩ rằng tao sợ ma quỷ hả?" Bàn tay hắn từ trên vai cô nhấp nhúa đưa xuống, nắm lấy chiếc nhũ hoa thanh tân nhỏ nhỏ của cô, bóp thật mạnh một cái. Cô đau đến độ nước mắt trào ra. Đồng thời, sự kinh hoàng ghê tởm cùng cái cảm giác bị nhục mạ xuyên thẳng vào tận cùng tâm hồn cô, làm cho cả người cô sợ hãi run rẩy. Hả miệng ra, cô kêu to lên: "Ông không được đụng vào tôi. Ông mới là kẻ đáng vào địa ngục. Ông mới là người đáng bị bỏ vào vạc dầu sôi. Buông tôi ra, buông tôi ra. Đụng vào tôi, ông sẽ bị trời đánh thánh đâm." Hắn lại tát cho cô một bạt tay thật nặng, trúng ngay vào một bên mang tay cô. Cô chỉ cảm thấy trong lỗ tay mình vang lên những tiếng ùm ùm vang dội. Trước mắt cô nổ đom đóm, tất cả những tư tưởng trong đầu cô bị loạn cả lên. Trên trán cô từng hạt mồ hôi thật to lăn dài. Cô hạ to miệng định kêu lên nữa, thế nhưng hắn đã dùng bàn tay hộ pháp bịt ngay lấy miệng cô. Cô kêu không thành tiếng, cô vẫy vùng,
cố gắng dùng hết tất cả sức lực của mình định đào thoát khỏi bàn tay khổng lồ của hắn. Thân hình nửa lõa lồ của cô với làn da con gái nõn nà mịn màng như cỏ non xanh mướt vì sự vùng vẫy mà rung chuyển, nước da trắng ngần của cô dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng hiện lên nét ửng hồng mịn mướt gần như trong suốt. Điều đó càng làm tăng thêm cái thú tính trong người hắn, lối dục vọng đang đốt bừng bừng trong đôi mắt hắn. Ánh mắt hắn hừng hực đảo từng vòng khắp cả người cô. Hắn buông bàn tay bịt miệng cô ra, đưa tay kéo ngay chiếc váy cô đang mặc xuống. Cô thừa cơ hả miệng ra cắn ngay vào cánh tay hắn. Hắn nhấc bổng cô lên, ấn mạnh lên giường. Sau đó hắn nhào lên, trước tiên hắn dùng ngay cái áo của cô nhét vào miệng bịt lại, dùng hai cánh tay áo làm dây cột thắt cúc phía sau ót cô. Miệng cô ú ớ cố gắng một cách tuyệt vọng trên giường. Hắn lại tìm thêm một mớ dây cột hai tay cô lại. Hắn kéo hai tay ra gian ngang cột vào hai đầu to ở đầu giường. Cô không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa rồi. Cô bắt đầu đá hai chân như điên cuồng. Hắn đứng ở bên giường, cúi đầu xuống nhìn cô vùng vẫy lăn lộn đá chân như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Sau đó hắn đi đến bên bàn, cầm chai rượu lên, ngửa cổ hớp một ngụm, đưa bàn tay ra nắm lấy cái quần lót duy nhất còn lại trên người cô, giằng mạnh xuống. Cô rú lên một tiếng bi thương. Thế nhưng miệng cô chỉ phát ra được những tiếng ú ớ đầy uất hận. Hai chân của cô vẫn đá tứ tung như điên cuồng. Bàn tay to lớn của hắn đặt ngay lên giữa hai đùi cô. Cả người cô rung động. Đôi mắt to đen trào ra nước mắt, từng giọt rồi từng giọt trào ra, chảy dài theo khóe mắt như mưa như bão. Hắn đem những giọt rượu còn dư trong bình đổ lên ngực cô, bụng cô, giữa hai chân. Vì cô vùng vẫy quá sức, cuối cùng hắn cũng cột hai chân cô vào hai chân giường. Bây giờ cô đã trở thành một chữ đại nằm tênh hơn trên cái giường nhỏ, rượu chảy đầy trên người cô. Hắn hả miệng ra cười, nụ cười nham nhở gian ác ghê rợn. Cúi đầu xuống, hắn bắt đầu liếm đi những giọt rượu trên người cô từ trên xuống dưới. Cả người cô bắt đầu nổi da gà, lông tóc dựng đứng cả lên, sự sợ hãi bi ai phẫn nộ chụp lấy toàn bộ người cô. Đôi mắt cô trợn lên thật to, nhìn lên trần nhà như muốn xuyên thủng qua trần nhà, lên tới phía tích trên cao kia. Ở đó có cha mẹ ruột của cô, có mẹ Ngọc Lan và Thượng Đế mà các thầy cô giáo ở trường vẫn thường nhắc đến. Cô đang kêu gào, Thượng Đế, ngài đang ở đâu? Cùng một lúc, miệng của hắn, tay của hắn đang di động khắp người cô. Cả người cô căng thẳng như dây cung bị kéo căng ra. Thế mà cô không thể kêu, cô không thể nhúc nhích, cô chỉ có thể nhìn. Thế nhưng cô không muốn nhìn, cô không dám nhìn. Ánh mắt của cô từ đầu chí cuối chỉ có thể trừng trừng nhìn lên trần nhà, xuyên thủng lên phía trên trời cao, như thể tất cả thần linh trong vũ trụ này đều đang sắp hàng trên phía tích mù xa thẳm kia, đang hướng đôi mắt nhìn xuống những chuyện đang xảy ra trong căn nhà nhỏ này. Thân hình của hắn rốt cuộc cũng đã đè lên người cô. Một cảm giác đau đớn xuyên suốt đâm thẳng vào tận cùng thâm sâu của cơ thể cô. Từ đó, Hoa Sầu Đông không trở về trường để đi học nữa. Chương 8. Hoa Sầu Đông không trở về trường để đi học nữa, không phải vì Lỗ Sâm không cho cô đi, mà chính tự Hoa Sầu Đông không đi. Nền giáo dục cô được tiếp thu, những kiến thức cô được hấp thụ đã đủ để cô hiểu được hai chữ sỉ nhục là gì. Từ nhỏ, cho dù định mệnh cay nghiệt khắt khe, cô đã học được cách chịu đựng. Thế nhưng lần này, cái nhân cách bẩm sinh trong người cô, sự kiêu hãnh ngấm ngầm nào đó tiềm ẩn trong người cô và cái tự ái biết giữ mình trong trắng của cô, chỉ trong một đêm đã bị quỷ diệt tan tành. Cô chưa trưởng thành đến độ có thể tự phân tích mình một cách tỉ mỉ và đầy lý trí, và cũng chưa trưởng thành đủ để có thể tìm một con đường có thể thoát ly khỏi cái định mệnh oan nghiệt của mình. Cô vẫn thường đọc được trên báo những hàng chữ tin tức như thiếu nữ vị thành niên bỏ nhà ra đi vân vân. Thế nhưng cô không biết rằng nếu như mình bỏ nhà ra đi giữa biển người rộng mênh mông kia, cô sẽ đi được đến đâu. Không, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ ra đi. Cô đã quen với việc chấp nhận sự an bài của định mệnh. Vả lại, càng lúc cô càng tin rằng mình được sinh ra là một khắc tinh, khắc mẹ, khắc cha, khắc anh em, khắc người thân. Bây giờ đến lượt khắc cả chính mình. Từ đêm bị làm cho ô uế, cô có đến liên tiếp mấy hôm, Qua Sầu Đông không bước nổi xuống giường.
Lữ Sâm sau khi tỉnh rượu phát hiện ra chuyện mình đã làm, hắn cũng đã có một khoảnh khắc lương tâm xuất hiện. Hắn đi mua cho Qua Sầu Đông một chiếc áo hoa, dĩ nhiên là dùng tiền Qua Sầu Đông kiếm được nhờ bán vé số, lại mua một mớ bánh mì trứng về cho cô ăn. Thế nhưng cô để thức ăn sang một bên, cũng chẳng thiết gì đến cái áo hoa mới đó. Cô chỉ nằm ở đó chán nản ghê tởm. Cô ghê tởm chán ghét cả chính mình, khinh thị mình, hận mình. Cô cảm thấy mình dơ bẩn và hạ tiện. Cô không suy nghĩ gì hết, mà chỉ cảm thấy kỳ lạ là tại sao cha mẹ không đến mà rước cô đi. Chẳng lẽ những kiếp nạn mà cô phải chịu đựng ở trần gian này vẫn chưa hết? Hay là tại vì cô không xứng đáng để vào thiên đường? Đúng vậy, sau khi xảy ra chuyện này, cô không còn xứng đáng để vào thiên đường nữa. Cô tin tưởng thật sâu đậm rằng nếu như cô chết đi, cô sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Một cô gái chưa đầy 20 tuổi, thế mà trong đầu chỉ chứa đầy cái chết, không hề biết gì về niềm vui của sự sống. Đó chính là Qua Sầu Đông lúc bấy giờ. Nằm được vài hôm, cái tính hung hăng của Lỗ Sâm lại phát lên nữa. Hắn lại hiện nguyên hình con ác quỷ với những móng vuốt ghê rợn. Hắn dựng Qua Sầu Đông dậy, nhét bánh mì vào miệng cô, la lối lên rằng: "Mày còn làm bộ làm tịch gì vậy? Mày muốn ăn vạ, không chịu đi làm việc phải không? Mày mà không ngồi dậy, tao lấy dao rạch mặt mày." Nói xong, hắn thật sự đi tìm con dao. Hoa Sầu Đông biết rằng hắn nói là sẽ làm. Cô lồm cồm bò xuống giường, ăn qua loa miếng bánh mì khô. Sau đó cô vào nhà tắm, lau rửa mình tận tình, cho thật sạch sẽ. Lỗ Sâm vẫn đứng la lối ở bên ngoài: "Đừng có tưởng mày là tiểu thư khuê cát, mẹ mày đi lấy trai mới sinh ra mày đó. Từ trong trứng nước, mày đã mang đầy tội lỗi rồi. Mày mê hoặc tao, mày quyến rũ tao, mày là hồ ly tinh. Mày bẩm sinh sinh ra là một hồ ly tinh." Hắn càng mắng càng hùng hổ. Những lời nói đó vừa phát ra cửa miệng, hắn cảm thấy những lời đó quả là thiên lý. Hắn, một người đã ngoài 40 tuổi rồi, làm sao có thể xuống tay với một đứa con gái nhỏ như thế? Chỉ tại vì nó là một thứ hồ ly tinh. Hồ ly tinh mà đã thi triển pháp thuật thì ngay cả tam tạng cũng phải nhắm mắt đọc kinh, huống chi là hắn, một người trợn mắt thịt. Suy nghĩ như thế, mặc cảm phạm tội của hắn hoàn toàn tan biến, mà ngược lại, Hoa Sầu Đông lại thêm một tội lỗi nữa. "Mày đừng có làm bộ như bị thiệt thòi vậy, mày là một con hồ ly tinh, chưa biết chừng bây giờ trong bụng mày đang thỏa mãn đó nha. Tao nói cho mày biết, chuyện này mày phải giữ kín, không được nói gì hết. Nếu như mày nói ra, tao sẽ mách với thầy cô mày. Chỉ tại vì mày lột trần ra quyến rũ tao. Tại mày, mày có biết chưa?" Hoa Sầu Đông chạy trốn ra khỏi căn nhà nhỏ đó. Cô bắt đầu đi bán vé số cả ngày. Trường học, cô không bao giờ dám đặt chân trở lại. Tháng thứ hai, Lỗ Sâm dẫn Hoa Sầu Đông dọn nhà đi nơi khác. Trong lòng hắn dù sao cũng có đôi chút sợ sệt. Hàng xóm lân cận đều biết hắn quá rõ. Liên tiếp 3 tháng, hắn dọn nhà hết 3 lần. Cuối cùng, hắn dọn nhà đến căn nhà gỗ ợp ẹp ở khu Tùng Sơn. Tiền mướn nhà ở khu này càng rẻ hơn nữa. Hắn để quầy bán vé số và thuốc lá ngay trước cửa nhà. Có Hoa Sầu Đông ngồi đó, sự buôn bán lại không đến nỗi tệ. Hoa Sầu Đông đã rơi xuống tận cùng của đáy địa ngục. Ngày trước bán vé số còn có thể lánh mặt Lỗ Sâm, bây giờ hắn để quầy vé số ngay trước cửa nhà, làm sao mà tránh hắn? Cũng may Lỗ Sâm uống rượu đã thành tật. Hắn kết bạn với một ông già họ Tào, cũng thuộc về loại bợm nhậu ở ngay đầu ngõ. Ông già này lúc nào cũng ăn mặc quần áo xốp xếch, suốt ngày say sưa, không có mấy khi tỉnh táo. Mọi người gọi ông ta là ông Tào Lao. Ông Tào Lao ở chung nhà với con trai và con dâu. Ông đã ngoài 70 tuổi rồi. Cô con dâu không cho ông uống rượu ở nhà, do đó ông đành phải uống rượu ở quán ăn ngoài đầu hẻm. Lỗ Sâm cũng thường ra đấy. Hai người thường hay thù tạc, chén chú chén anh, không sai không về. Lỗ Sâm say rồi vẫn còn biết đường về nhà. Ông Tào Lao say rồi đều phải để con trai ra quán cổng về. Ông Tào Lao đó cũng thích hát bội, lâu lâu đến nhà Lỗ Sâm uống rượu. Ông ta vẫn cùng Lỗ Sâm hát ừ những bài hát bội thông dụng. Nội dung chẳng qua là những thứ như anh hùng gặp nạn, chí lớn không thành. Sau đó, ông Tào Lao bắt đầu mắng chửi con trai, con dâu là đồ bất hiếu. Lỗ Sâm cũng không kém, lại lôi Qua Sầu Đông ra mắng chửi, khắc cha, khắc mẹ, khắc người thân.
Trong mấy tháng đó, sự đối địch giữa Hoa Sầu Đông và Lỗ Sâm càng lúc càng bén nhọn. Bất cứ những chuyện xấu xa nào, khi đã có một sự bắt đầu thuận lợi, đều rất khó mà thoát ra khỏi lần thứ hai. Lỗ Sâm từ sau khi cưỡng hiếp Hoa Sầu Đông được một lần, hắn ăn quen bén mùi. Không bao lâu sau, hắn lại cột cô vào giường làm thêm lần thứ hai. Sau đó hắn lười cột cô vào giường. Cứ mỗi lần thú tính phát lên, hắn lại đánh cho cô mấy bạt tay, ra lệnh cho cô bé phải phục tùng. Dĩ nhiên, Hoa Sầu Đông có chết cũng đâu chịu phục tùng. Thế là bị đòn lại trở thành chuyện như cơm bữa. Mỗi lần như thế, Hoa Sầu Đông bị hắn đánh chết đi sống lại, không còn sức chống trả, mới để cho hắn đạt được mục đích. Thật vậy, cô cho rằng mình đã bị rơi vào tận cùng đáy địa ngục. Cô trở nên cực kỳ trầm lặng. Thường thường suốt cả ngày, cô không mở miệng nói một tiếng nào, cũng không hề cười. Cô bé đang ở lứa tuổi như đóa hoa hàm tiếu, đang chờ đợi để nở tung cánh mỏng nõn nà. Thế nhưng bây giờ, cô trở nên tiều tụy sa sút với một tốc độ kinh hồn. Cô gầy đi thật nhiều, hai gò má cô hớp vào, chiếc cằm nhỏ trở nên nhọn lẻo, đôi mắt to đen sâu thăm thẳm, mang theo nét u sầu vượt quá số tuổi. Cô vẫn thường ngồi trước quầy bán vé số, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra đường, nhìn khách bộ hành, nhìn xe cộ qua lại, nhìn những đứa trẻ biết cười biết giỡn, và nghi ngờ tự hỏi mình là người, là quỷ, hay là sao chổi, hay là hồ ly tinh. Khi mùa thu đến, có một con chó nhỏ đi lạc, đói lả, bò đến bên chân Hoa Sầu Đông và nằm bẹp dí. Hoa Sầu Đông chú ý nhìn nó. Con chó nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn cô như văn xin, như cầu khẩn. Đôi mắt của con chó nhỏ đó làm sống dậy cái nữ tính hiền diệu tiềm tàng trong người cô. Cô lập tức đi lấy một chén cơm dư, thức ăn dư đem ra. Con chó ăn lấy ăn để, ăn hết sạch sành sanh. Từ đó, con chó nhỏ không chịu bỏ đi đâu nữa. Hoa Sầu Đông quá cô độc, cô lặng lẽ nuôi con chó nhỏ, đặt cho nó một cái tên gọi là Nhỏ Lưu Lạc. Nhỏ Lưu Lạc là một con chó lai giống chó lông dài. Nó có một bộ lông dài và hơi quăng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mới thấy nó có một bộ lông toàn trắng và màu hoàng kim xen lẫn vào nhau. Hai lỗ tai nó màu hoàng kim, trên lưng nó cũng có một bệch dài màu hoàng kim, còn lại là màu toàn trắng. Màu sắc phân phối trên người con chó thật là đều đặn, do đó tương đối nó cũng xinh đẹp. Hoa Sầu Đông đột nhiên từ một thế giới không có một chút tình thương bừng tỉnh dậy. Cô lại biết thương yêu nữa rồi, cô lại biết cười nữa rồi. Tất cả đều là cười với Nhỏ Lưu Lạc, nói với Nhỏ Lưu Lạc. Cô lấy cây lược chải tóc của mình, cẩn thận tỉ mỉ chải mớ lông dài của Nhỏ Lưu Lạc, lại lấy dây len cột lấy mớ tóc lông dài phủ lòa xòa trên mắt nó lại. Cô gọi nó: Nhỏ cưng, nhỏ thương, nhỏ yêu, nhỏ lưu lạc, nhỏ xinh, nhỏ đẹp, nhỏ ngoan. Tất cả những danh từ tốt đẹp mà cô có thể suy nghĩ ra được, cô đều dùng để gọi Nhỏ Lưu Lạc. Cô cũng bắt đầu thì thầm nói chuyện với Nhỏ Lưu Lạc. Nhỏ Lưu Lạc ơi, nếu như có một cô tiên đến đây cho chúng ta ba điều ước, chúng ta sẽ ước gì? Cô vò vò cái mũi đen ương ước của Nhỏ Lưu Lạc, nói bằng một giọng cảnh cáo. Dĩ nhiên là nhỏ không thể ước một miếng thịt thơm phức mà ăn nhé, như thế là ngố lắm đó. Cô nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. Chỉ ước ba và mẹ Ngọc Lan sống lại. Đối với mẹ đẻ của cô thật sự không có một ấn tượng nào. Cô chỉ nhớ có Ngọc Lan. Chị sẽ ước mình được sống lại đời sống trên núi, dĩ nhiên phải có cả Quan Tông, Quan Mỹ. Đối với cô mà nói, cuộc sống trên núi ngày nào chính là thiên đường. Chị còn ước, ôi chao, cô bắt đầu cuống quýt lên, chỉ có ba điều ước mà cô đã mất hai điều rồi. Được sống chung mãi mãi với Nhỏ Lưu Lạc, một đời vui vẻ vĩnh viễn không chia. Nói xong ba điều ước, cô cười lên. Nhỏ Lưu Lạc cảm nhận được niềm vui của cô, nó sủa lên gấu gấu, nhào lên vai cô, nó dùng lưỡi liếm liếm mặt cô, cầm cô. Cô vui biết mấy, cô ôm chặt lấy cổ Nhỏ Lưu Lạc, vùi mặt mình vào mớ lông dày nơi cổ nó. Cô im lặng hết vài giây, trong lòng bất giác lại cảm thấy đau thương. Cô thì thầm: Nhỏ Lưu Lạc, chị không có gì hết, chị chỉ còn có em, chị chỉ có em mà thôi. Lỗ Sâm chỉ im lặng, lạnh nhạt nhìn qua Sầu Đông và Nhỏ Lưu Lạc quấn quýt. Hắn không biểu lộ một điều gì. Thế nhưng chỉ cần Nhỏ Lưu Lạc vô ý đến gần hắn, thế nào hắn cũng đá cho Nhỏ Lưu Lạc một cái thật mạnh vào người. Hắn đá mạnh đến độ Nhỏ Lưu Lạc phải đau đớn kêu lên ằn ẵn một hồi lâu.
Mỗi lần như thế, Quan Sầu Đông đều cảm thấy trong lòng đau xót, như chính mình bị đá. Thế là Lỗ Sâm thừa cơ nói với Quan Sầu Đông rằng: nếu như mày nghe lời tao hết mọi sự thì không có chuyện gì. Bảo mày làm gì thì mày phải làm như thế. Nếu như mày không nghe thì tao sẽ làm thịt nhỏ Lưu Lạc để nhậu. Thịt chó bổ lắm. Tao thấy nhỏ Lưu Lạc càng lúc càng mập ra, thịt nó chắc là thơm phương phức. Điều này làm cho Quan Sầu Đông sợ đến điếng người. Cô biết rằng Lỗ Sâm quả thật ăn thịt chó. Mỗi năm cứ đến mùa đông, không biết từ đâu hắn lôi về mấy con chó hoang để làm thịt nhậu. Sự uy hiếp đó nó có tác dụng hơn tất cả những sự uy hiếp trừng phạt của cơ thể. Quan Sầu Đông không còn dám phản kháng lại Lỗ Sâm nữa. Cho dù bất cứ một thứ nhục mạ chà đạp nào, cô cũng đều cắn răng chịu đựng. Mặc dù như thế, ánh mắt thèm muốn nhỏ dãi của Lỗ Sâm vẫn cứ thường hay nhìn theo nhỏ Lưu Lạc. Thế là Quan Sầu Đông không bao giờ dám để cho nhỏ Lưu Lạc rời khỏi tầm nhìn của mình. Những lúc chỉ có mình cô và nhỏ Lưu Lạc, cô cũng thì thầm cảnh cáo vào tai nhỏ Lưu Lạc cả ngàn lần: nhỏ Lưu Lạc, em phải nhớ cho kỹ, nhớ cho kỹ nghe chưa, em phải tránh xa ông ta ra đi, nghe chưa. Nhỏ Lưu Lạc cũng là một con chó thông minh và đầy linh tính. Ngay từ lúc ban đầu, nó đã biết rằng cái chỗ ở gần chân của Lỗ Sâm tuyệt đối không phải là chỗ an toàn. Sự thật thì lúc nào nó cũng muốn trốn lánh Lỗ Sâm. Thế nhưng nó chỉ là một con chó nhỏ, một con chó trung thành và thương yêu chủ nhân một cách nhiệt tình. Đối với Quan Sầu Đông, lúc nào nó cũng quấn quýt không rời bước. Đồng thời nó cũng biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, giận ghét của Quan Sầu Đông. Nó không hề biết rằng sự trung thành đó sẽ đem lại cho nó những tai ương không lường được. Đêm xảy ra chuyện, trời vẫn chưa tối lắm. Có lẽ vào khoảng 9 giờ Lỗ Sâm lại uống rượu ngoài quán với ông Tào Lao. Hắn đã say chến choáng. Sau khi chia tay với ông ta, hắn chện choạng bước về nhà. Lúc đó Quan Sầu Đông đã ngủ rồi. Gần đây cô vẫn cứ luôn luôn buồn ngủ. Lỗ Sâm đẩy cửa phòng cô và bước vào, nhìn thấy cô đang nằm co rúp trên giường, gương mặt với làn da trắng muốt, mái tóc đen tuyền che hững hờ khuôn mặt trái xoan thanh tú. Thân mình cô ôm sát chiếc mền bông. Lúc đó đã là mùa đông, thời tiết đã khá lạnh. Lỗ Sâm tiến đến gần, đưa mắt liếc nhìn dáng cô đang ngủ. Trước giường của cô, nhỏ Lưu Lạc bắt đầu phát ra những âm thanh gầm gừ. Lông của nó đã bắt đầu dựng đứng. Hoa Sầu Đông lập tức tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cô đã nhìn thấy ngay gương mặt gớm ghiếc của Lỗ Sâm đang cúi gần xuống nhìn mình. Cô đã hiểu rằng chuyện gì sắp xảy ra. Thế nhưng hôm đó cô đã quá mệt mỏi. Ban ngày ngồi bán vé số, hứng gió lạnh cả ngày. Cô biết rằng mình đã bị cảm. Gương mặt đỏ ửng mang đầy hơi rượu của Lỗ Sâm kề sát gần, làm cho cô không ngăn được sự ghê tởm đang dâng đầy lòng. Cô vội vàng quay người tránh đi theo phản ứng tự nhiên. Điều này làm cho hắn giận như điên cuồng. Hắn đưa tay ra chụp cô kéo lại, gầm lên giận dữ: mày muốn chết hả? Tránh cái gì mà tránh. Vừa nói hắn vừa tát cô. Cởi đồ ra, nhanh lên. Không hiểu tại sao lần này cô lại phản kháng. Không, đừng, đừng, hôm nay tôi bị bệnh. Mày bệnh hả? Mày muốn chết phải không? Lỗ Sâm bắt đầu lột áo cô, nhưng vì trời đã vào đông, thời tiết rất lạnh, cái mền mà Quan Sầu Đông thường đắp lại quá mỏng, vì vậy cô mặc chiếc áo bông dày mà ngủ. Trong nhất thời, hắn không lột ra được dễ dàng. Điều này càng làm cho hắn như đổ dầu vào lửa. Hắn gầm lên: mày cởi ra, cởi đi, con đĩ này, mày cởi nhanh lên. Không. Quan Sầu Đông nhảy xuống giường, cô để mặc chân không, phóng nhanh ra ngoài cửa. Đứng lại. Lỗ Sâm chụp được tay cô, kéo bẻ ngoặt ra sau, làm cho Quan Sầu Đông đau đớn kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu đau thương của cô làm cho nhỏ Lưu Lạc vốn đang căng thẳng toàn thân hoàn toàn bị kinh động. Nhỏ Lưu Lạc lẹ làng nhảy dựng lên, sủa một tiếng giận dữ, ngoằm thật mạnh vào chân của Lỗ Sâm một cái. Lỗ Sâm vừa đau đớn vừa kinh hoảng, hắn buông Quan Sầu Đông ra. Quan Sầu Đông chạy ngay ra ngoài cửa, vừa chạy vừa thét lên: nhỏ Lưu Lạc chạy mau, nhỏ Lưu Lạc chạy mau. Nhỏ Lưu Lạc không chạy, nó cắn chặt lấy chân của Lỗ Sâm không chịu nhả. Nó hoàn toàn quên rằng nó chỉ là con chó có thân hình nhỏ bé, nó không hề có thực lực, càng không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Lỗ Sâm nghe tiếng hét của Quan Sầu Đông, hắn đã tỉnh rượu được phân nửa. Bây giờ sự giận dữ hòa lẫn hơi men đã làm cho cả người hắn như bị đốt cháy bừng bừng. Hắn cúi xuống dùng hai tay chụp ngay lấy cổ nhỏ Lưu Lạc, nhấc bổng con chó lên một cách dễ dàng. Quan Sầu Đông cảm thấy từng sớ thịt trong người mình căng lên. Cô bắt đầu thét lên năn nỉ:
Buông nó xuống, tôi nghe lời ông, tôi nghe lời ông mọi chuyện. Trễ quá rồi, Lỗ Sâm đã dùng sức quật mạnh đầu con chó nhỏ vào vách tường xi măng cứng ngắc. Bập, đầu của nhỏ Lưu Lạc va mạnh vào tường, thân hình nó rơi thẳng xuống đất. Lỗ Sâm nào đâu chịu buông tha, hắn nhảy tới, dùng bàn chân mang đôi guốc gỗ thật to của hắn đạp thật mạnh lên đầu nhỏ Lưu Lạc, một đạp, lại thêm một đạp. Qua Sầu Đông nhào tới rú lên, ông giết nó rồi, ông giết nó rồi, ông giết nó rồi. Trên nền đất, miệng nhỏ Lưu Lạc hả ra, máu chảy chan hòa, đôi mắt lồi trợn ngược, nhỏ Lưu Lạc đã đứt hơi, chết tốt. Qua Sầu Đông cúi người nhìn xuống, cô biết rằng mọi chuyện đã muộn màng, nhỏ Lưu Lạc đã chết rồi. Lần này tất cả những phẫn nộ bi thương chất chứa trong lòng cô bấy lâu nay, chỉ trong khoảnh khắc đó đột nhiên bộc phát. Cô quên đi sự sợ hãi đối với hắn, quên đi từ trước đến giờ mình chỉ quen chịu đựng những nghịch cảnh, quên rằng sức mình địch không lại sức hắn. Cô quên đi tất cả, tất cả. Cô xông thẳng đến hắn bằng một thái độ điên cuồng, đưa hai tay chụp vào mặt hắn. Cô vừa khóc vừa thét lên: ông là hung thủ, ông giết nó rồi. Ông là hung thủ, ông giết nó rồi. Ông là ác quỷ, ác quỷ, ác quỷ. Cô vừa thét, vừa dùng hết cả sức lực bình sinh phát ra tất cả những sự phản kháng mà cả đời cô không hề có. Cô vừa đánh, cô vừa cắn, cô vừa cào. Cô đã hoàn toàn mất đi lý trí. Lỗ Sâm định tìm cách chế ngự cô, hắn la lên: mày điên rồi, mày điên rồi. Qua Sầu Đông quả thật đã điên lên rồi. Cô há mồm cắn thật mạnh vào ngón tay của Lỗ Sâm. Lỗ Sâm vừa kinh hoàng vừa giận dữ, hắn nắm lấy tóc cô kéo ngược về giường. Thế nhưng Qua Sầu Đông hình như đã tính chuyện thí mạng, bàn tay cô nhắm thẳng vào mắt hắn. Suýt chút nữa Lỗ Sâm đã bị cô móc đi mất mắt. Hắn nghiêng người tránh đi, thế nhưng gương mặt hắn cũng đã cảm thấy rất đau, nóng bỏng. Hắn biết rằng cô đã cào lên mặt hắn một đường dài. Điều này làm cho hắn kinh hoàng hơn. Hắn cảnh giác, trước mặt hắn bây giờ không phải là một đứa trẻ nữa, mà là một người đàn bà nhỏ đang nổi điên và nguy hiểm. Hắn không muốn giằng co với cô nữa. Hắn buông cô ra, phóng chạy khỏi phòng. Nào ngờ Qua Sầu Đông vẫn tiếp tục la lên: ác quỷ, ác quỷ, ác quỷ. Cô vẫn trượt theo hắn. Hắn chạy vào nhà bếp. Trong nhà bếp, than đá trong lò vẫn còn cháy âm ỉ. Vào thời đó, phần lớn nhà nghèo đều dùng than đá, vừa rẻ tiền vừa nóng và cháy được lâu. Hắn nhìn thấy Qua Sầu Đông vẫn không buông tha hắn, cứ nhào theo hắn, bất chấp mọi sự túng thế. Hắn chụp ngay một xấp giấy báo dùng để mồi lửa đốt vào lò, đốt lên, miệng hắn hăm dọa: mày còn nhào tới, tao đốt mày chết tươi bây giờ. Qua Sầu Đông đã không còn lý trí nữa. Tất cả những sỉ nhục, phẫn nộ, đau thương, uất ức, sợ hãi đè nén trong lòng cô bao nhiêu lâu nay vì cái chết của nhỏ Lưu Lạc mà bộc phát bừng bừng, hừng hực như dòng dung nham từ lòng đất sâu phúng ra khỏi miệng quả Diệm Sơn, không gì kiềm chế được. Cô thù người đàn ông trước mặt mình tới tận xương tận tủy. Cô ghét người đàn ông trước mặt mình tới tím mặt bầm gan. Thù đến độ muốn giết hắn đi, giết đến độ muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cô không hề nghe được Lỗ Sâm đang nói gì. Cô không hề nhìn thấy cuộn giấy báo đang bắt lửa cháy bừng bừng. Cô nhào thẳng tới, bất chấp mọi sự, bất chấp hậu quả, miệng vẫn không ngừng la to: ác quỷ, ác quỷ, ác quỷ. Lỗ Sâm nhìn thấy cô vẫn nhào tới, ánh mắt trợn ngược, trong đó đang bừng bừng cháy ngọn lửa điên cuồng và thù hận. Hắn kinh hoàng đưa cuộn giấy báo đang bắt lửa lên đốt tóc cô. Hắn cũng la lên: mày muốn chết mà, mày muốn chết mà. Lửa bắt vào mái tóc dài đen mung của Qua Sầu Đông, lập tức mái tóc đó phát ra những tiếng nổ lách tách lớp bớp nho nhỏ và cháy thẳng lên phía trên. Qua Sầu Đông ngửi thấy được mùi khét lẹt của tóc cháy, đồng thời cô cũng cảm thấy được hơi nóng của ngọn lửa đang đốt thẳng vào da thịt cô. Cảm giác nóng bỏng đau đớn đó làm cho cô hơi tỉnh táo lại. Chỉ trong khoảnh khắc, cô cảm thấy cái áo bông trên vai mình cũng đang nóng hừng hực lên và lan rộng xuống tay áo. Cùng một lúc, mái tóc trên đầu cô đang nhanh chóng quằn quýu lại, nóng hừng hực. Cô rú lên thảm thiết, xông ra khỏi nhà bếp, mang theo cả người đầy khói và mái tóc đang bốc cháy bừng bừng. Cô chạy thẳng ra con đường vẫn còn đang rực sáng ánh đèn phía ngoài kia.